Kẹp các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Honda Future nâng cấp dàn chân của hai mẫu xe số đắt đỏ nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Câu chuyện về một cái chiếc Future dọn mà anh em đang theo dõi xoay quanh một cái chiếc xe vô cùng táo bạo. Kỳ dàn chân của nó được lắp đặt ghép từ những cái món phụ tùng thuộc dàn hai cái mẫu xe số đắt đỏ bậc nhất ở Việt Nam, được trau chuốt cẩn thận để cho ra một cái thành phẩm hoàn thiện về cái tính thẩm mỹ lẫn phần hiệu năng cho cái chiếc Future dọn. Một cái bộ phát CC đã xuất hiện kết nối cái trợ lực sườn Olin với cái phuộc trước và hỗ trợ nó có thể giảm chấn ở phần lái một cách hiệu quả hơn, hạn chế tối đa cái chiếc Future hôm nay bị rung lắc nếu di chuyển ở những chạy tốc độ cao hoặc vận hành trên những cái điều kiện đường sát gồ ghề. Gù nguyên bản hiện tại được thay mới bằng cái gù tạ inox bóng 7. Bao tay hiện diện là bao tay của Super Cup C105 phiên bản cao cấp và êm ái hơn những cái món phụ tùng nguyên bản. Cái cụm thắng trước mắt em thấy là cái cụm thắng của Rambo Asset. Cái mẫu này kiểu dáng nó tối giản, dễ dàng cắt cổ dự áo để bố trí. Cái bản lề và khúc tay gãy của nó có kết cấu là vuông vức, phù hợp cho những anh em có cái bàn tay to lớn và hãm phanh là cực kỳ tốt trong quá trình vận hành. Cái dàn chân trước và sau xuất hiện cái bộ mâm ngũ chấu chữ Y đậm cái chất sang trọng, thuộc về cái chiếc Honda Super Cup C125 có mức giá lăn bánh khoảng hơn gần 100 triệu đồng Việt Nam. Cái đĩa thắng thiệu cũng là Super Cup C125 kết hợp với hệ Nissin Lexus Hybrid lắp đặt thông qua một phát nhôm CC. Cái che sân trần của Takawa trên cái chiếc Future hôm nay cũng sẽ xuất dành cho cái chiếc Super Cup C105. Nó đơn giản khi gắn lên cái chiếc Future để khoe chọn bộ cái bộ nhôm sinh dĩa vàng ống ánh. Che sân trần của Takawa nó không bị cạc cứng trên cái phần chân phục Olin, cái mã O819 như cái phần hộp sân bản, hỗ trợ quá trình lắp đặt phục chỉ là dễ dàng hơn. Hệ thống ống xả được gia công hoàn toàn từ hợp kim titan nên nhẹ hơn rất nhiều so với kerosene bằng sắt. Dĩ nhiên nó cũng phát ra âm thanh cuốn hút hơn trong quá trình là mỗi lần tăng tốc. Cái lốc nồi, lốc âm lửa vốn dĩ phụ tùng của chiếc Honda City 100. Cái mẫu xe này có mức giá bán lăn bánh cũng gần 200 triệu tính luôn các những dân chơi đang săn đón. Cái lốc nồi và lốc âm lửa của cái chiếc Honda City 5 đã khiến cho cái khối động cơ trở nên hầm hố hơn rất nhiều, khác nhiều so với cái sự tối giản của những cái món phụ tùng nguyên bản. Chỉ hết cái vị trí lốc nồi nó còn được điểm xuyết bằng những cái phụ kiện như dây đạp của Takawa sắc sảo. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Exciter 105 hồi sinh cực đẹp, tạo ra một cái sự mới lạ khi chúng ta lên những món đồ chơi. Cái phiên bản là Exciter 105 đồ hôm nay được xây dựng từ nền tảng dòng đời là con tự động được sản xuất, và nhiều anh em cũng ưa thích vì cái cảm giác rất là nhàn nhã khi di chuyển trong cái đô thị khác với những đời con tài. Diện mạo bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong hiện tại đã trải qua quá trình biến tấu hết để trở thành một cái tác phẩm cực kỳ hoàn hảo. Về ngoại hình thì cái chiếc Exciter 105 đồ hôm nay khoác mình bộ áo của Exciter thời thượng đi cùng những món phụ tùng chính hãng của một cái dòng xe nhập từ Yamaha Malaysia về, như cái phần tay dắt tích hợp đèn LED, xi-an và phần về sau rời, body kit ở phần yếm bẩn và mặt nạ vân. Được biết cái chi phí lên để hoàn thiện dàn áo cho con chiến mã này rơi vào đó khoảng gần 11 triệu đồng. Theo người chủ cho biết thì bản độ này đã chờ rất lâu cái phần dàn áo. Cái bờ cổ trước mắt là cái bộ dàn áo của Exciter nhưng vẫn có thể gắn được cái chóp của Sinfast 2 tầng, giống hệt dàn áo của chiếc Exciter cái đời từ 2001 đến 2004 ở Việt Nam. Món đồ chơi tối ưu cái khả năng chiếu sáng đồng thời còn hiện đại hóa cái phần mặt tiền chiếc xe. Tiếp đến, ta thấy được cái cơ hội nhìn ngắm được cái cụm thắng của Rambo CB16, mức giá cũng gần 7 triệu. Hiện đã biến tấu được cái phần bản lề của dòng cái cụm thắng Rambo Rift với chức năng là chống gãy xịn sò, giảm bất thiệt hại sẽ nhanh chóng gặp lên nếu xảy ra một cái trường hợp té ngã hay là qua quẹt. Và cũng có sự hiện diện cái cụm công tắc của Enabis, nhưng ở phía bên trong dây tay lái của con chiến mã này nó đặc biệt hơn ở chỗ là tận dụng cho mình đồng hồ Casio AS2N hàng độc, tiêu tốn cũng gần 4 triệu đồng trong quá trình nâng cấp hoàn thiện. Cái cụm đồng hồ này nếu muốn gắn lên xe dĩ nhiên phải xử lý lại cái phần bảo cổ vì kiểu dáng nó khác với đồng hồ zin, chưa kể còn phải di chuyển từ cái dây cáp contact sang là cái cảm biến điện tử và câu chỉnh là phần dây điện để khai thác hết cái một chức năng hiển thị của cái khối đồng hồ mới. Cái hệ thống thắng trước của cái chiếc Exciter hôm nay lên heo của Rambo Classic Hybrid mang cho mình cái màu sắc liền đạt một cách hoàn hảo với phần dây thắng của TV6 220 bên cạnh. Nó được cố định bằng một cái phát nhôm CC hết sức là tinh tế khi có thích hợp cho mình vị trí đặt cái cảm biến điện tử.
đảm nhận cái nhiệm vụ đo đạc của chiếc đồng hồ Casio SN ở phía bên trên. Cái bộ mâm ba đao chắc chắn trước mắt anh ấy là một trong những món phụ tùng chính hãng của Yamaha, thuộc về dòng đời đầu tiên của nhà Jupiter với kết cấu đặc địa trước, thắng sẵn đùm. Nó vô cùng thích hợp để gắn các dòng đời Instagram sản xuất từ 2011 và những cái chiếc Instagram từ 2011-2014. Phiên bản là con tự động, nó vừa đẹp mắt về mặt màn hình, cũng vô cùng là cứng cáp và bền bỉ. Tuy nhiên muốn có em ấy thì bỏ ra khoản tiền lên đến gần 3 triệu. Khi mua khả năng cao phải gặp lại những cái món hàng bị sơn do xuống cấp vì bị thời gian tác động. Các phát tăng sên cùng chiếc càng thắng của chiếc xe này là những món phụ tùng mới đã trải qua quá trình xi lanh keng để có được bóng bẩy như thế này. Có động cơ của chiếc Instagram hôm nay không trải qua quá trình cải tu mà được nâng cấp lên cái dung tích là 150cc để tối ưu hóa cái đầu bốc và cái công suất đầu ra, đem đến cái cảm giác vận hành linh hoạt cho người chủ. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.